Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Hàng không bay không có khách một chiều, đón khách về nhà ăn Tết. Theo thống kê, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 2, đã có hơn 310 chuyến bay rỗng từ các sân bay phía Bắc về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng trong ngày 3 tháng 2, số lượng chuyến bay rỗng lên đến 104 chuyến. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới. Số liệu trên có thể không khiến hành khách chú ý, nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa trong hoạt động khai thác phục vụ khách của các hãng bay. Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm khách đi lại tăng cao, các hãng phải bổ sung thêm nhiều chuyến bay đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách. Tuy nhiên, đặc thù của những ngày trước Tết là lượng khách chủ yếu bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc về nhà đón Tết. Trong khi đó, chiều ngược lại từ các tỉnh miền Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh rất vắng khách, dẫn tới nhiều chuyến bay từ Hà Nội và các sân bay miền Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh phải bay rỗng. Tình trạng này sẽ lặp lại với chiều thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thời điểm sau Tết, khi đó lượng người quay lại các tỉnh phía Nam làm việc lại tăng cao, buộc các hãng phải thực hiện nhiều chuyến bay rỗng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và các sân bay phía Bắc. Năm ngoái, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 26 đến 30 tháng 1, mùng 5 đến mùng 9 Tết, đã có 399 chuyến bay rỗng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra các sân bay miền Bắc. Thông tin trong một bài báo trên Forbes cho biết, nếu một tàu bay thân hẹp từ tầm ngắn đến tầm trung bay chuyến bay rỗng trên hành trình dài 1.000 dặm, khoảng 1.600 km, hãng hàng không sẽ mất khoảng 30.000 đô chi phí. Đây là khoản lỗ trực tiếp từ nhiên liệu, bảo trì, phí cất hạ cánh và tiền lương. Chưa kể một số chi phí khác các hãng phải đối mặt. Từ con số đó dễ dàng thấy được khoản chi phí không nhỏ mà các hãng bay Việt Nam bị mất khi thực hiện một chuyến bay rỗng với chặng đường bay dài khoảng 1.200 km giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo tính toán, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 39,5% tổng chi phí của các hãng bay. Giai đoạn Tết năm nay là thời điểm nhiên liệu bay tăng cao do tình hình chiến sự tại một số khu vực trên thế giới vẫn tiếp diễn và do nhu cầu nhiên liệu tăng trong giai đoạn mùa đông khắc nghiệt tại nhiều nước. Vì vậy, các chuyến bay rỗng ảnh hưởng lớn tới doanh thu của các hãng hàng không. Số chuyến bay rỗng càng nhiều, doanh thu càng ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng với trách nhiệm phục vụ hành khách, các hãng bay Việt Nam đã không tính toán đến những thiệt hại này. Mục tiêu của hãng hàng không nói riêng và của toàn ngành hàng không nói chung là không để hành khách phải ở lại nơi đất khách quê người trong những ngày xuân mới.